Ok, có bạn nào tham gia chưa nhỉ? Hello, hello các bạn. 2K4 chúng ta vừa mới thi thử xong đề số 1 cô giáo cho các bạn ôn thi học kỳ 1 đúng không? Nào, chúng ta đã tham gia livestream rồi, say hi cô giáo xem nào. Yeah, các bạn thấy đề hôm nay thế nào? Có dễ không? Hay là khó hay là gì thì comment xuống đây cô giáo xem nào. Đề thì cô giáo vừa mới đóng link rồi đúng không? Đấy. Các bạn vừa mới làm từ 8 giờ. Đó, đấy chưa? Và cô giáo sẽ công bố bảng điểm ngay sau khi mà chúng ta chấm xong nhá, trong buổi live ngày hôm nay. Rồi, cô giáo xin chào bạn Linh Mây, cô giáo xin chào bạn Nguyễn Khôi, cô giáo xin chào Nam. Rồi, ok, xin chào các bạn. Cô giáo xin chào bạn Mina. Rồi, các bạn đã tham gia thì say hi cô giáo xem nào. Yeah, Khả Nhi à? Rồi, đề này thì là đề mà ôn thi học kỳ 1. Và đề này nó cũng chính là cái đề số 1 trong bộ đề ôn thi học kỳ mà cô giáo đã tặng các bạn trong hộp đề, đúng không? Đấy. Thì bây giờ cô giáo sẽ lôi cái hộp đề này ra nhé. Và chúng ta thử xem này. Đây chính là cái đề số 1 trong cái sách ôn thi học kỳ 1 cho chúng ta. Những bạn nào mà các bạn đăng ký khóa like thì chúng ta đã được tặng cuốn này rồi, đúng không ạ? Đây, bộ đề ôn thi học kỳ 1 các bạn đây. Đó. Và đề ngày hôm nay của cô giáo đó chính là cái đề số 1 ở trong cái cuốn bộ đề học kỳ 1 này, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào bạn Ngọc. Đây, đây chính là đề số 1 nhá. Thì tất cả những cái đề, bộ đề ôn thi học kỳ 1 này thì trong cuốn này, cô giáo không phải chưa đề số 1 rồi, nhưng là một đề trong cái cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1 này. Đấy, và hôm nay thì sau khi cô giáo like xong thì cô giáo sẽ công bố bảng điểm với các bạn, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay nhá. Rồi, hôm nay bận không làm bài được ạ. Cô giáo đang nhìn thấy là có rất nhiều bạn đã bắt đầu là thi học kỳ 1 ở trên trường rồi. Đấy, trong lớp live có nhiều bạn bảo là hôm nay thì em sẽ chỉ xem được livestream thôi, em không làm được bài bởi vì em chuẩn bị thi ở trên trường học kỳ 1 rất nhanh đúng không? Thế thì từ bây giờ cho đến tuần sau thì trong 2 tuần cô giáo sẽ ôn thi học kỳ 1 cho các bạn nhá. Đấy, những bạn nào mà chúng ta muốn điểm 9-10 học kỳ 1 môn Anh ở trên lớp thì các bạn tham gia đúng không? Những cái buổi livestream mà cô giáo dạy ở trên page như thế này, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào Minh Thư Nguyễn, chào Sang Đào, chào Ngô Nguyên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nhá. Cô giáo sẽ chữa đề này, được chưa? Và cô giáo sẽ công bố bảng điểm sau khi mà chúng ta có bảng điểm từ anh trợ lý, được chưa? Và ba bạn điểm cao nhất ngày hôm nay, cô Ngọc sẽ tặng các bạn một cuốn sách mới nhất của 2022. Và thậm chí là chưa có link mở bán, đó chính là cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Đây chính là sách bộ đề tập 1 của em class môn Anh, được chưa? Cuốn này sẽ được dành tặng cho ba bạn điểm cao nhất trong buổi hôm nay nhé. Nay loa bị gì ấy cô ơi, bị rè à? Để cô giáo xem nào. Loa bị làm sao? Loa bình thường mà, đúng không ạ? Loa bình thường mà. Rồi, đây nhá, chúng ta sẽ có ba bạn, được chưa? Loa sao ý à? Loa bị làm sao? Loa bị rè à các bạn? Thế bạn đợi một chút nhá, tầm khoảng 1-2 phút nó sẽ hồi lại và nó sẽ trong hơn nhá. Đây, đây là cuốn sách mà cô giáo chuẩn bị ra mắt dành cho tất cả những bạn 2K4 mà trên cả nước muốn mua để luyện đề. Còn cái bộ hộp đề này thì sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta đăng ký khóa live VIP CTG. Đây, bộ hộp đề mà chúng ta gồm có 4 quyển này, đúng không? Bộ gồm bộ đề ôn thi học kỳ 1 này, bộ đề các trường này, trường chuyên, bộ đề dự đoán và bộ đề 8 cộng. Cộng với lại một cuốn cô tặng các bạn thêm ở trong hộp đề là cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh. Rồi chúng ta có phiếu trắc nghiệm này, đúng không? Chúng ta có một cái hộp đề trông rất là hoành tráng và một cái thư ngỏ thời khóa biểu. Thì đây là phần mà sẽ dành tặng cho bạn lớp live CTG, được chưa? Đăng ký khóa live T của cô. Còn hôm nay thì những bạn mà chúng ta, ba bạn cao nhất thì cô Ngọc sẽ dành tặng chúng ta bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Khi nào nhá, khi nào mà sách ra thì cô giáo sẽ gửi cho các bạn, được chưa? Rồi bây giờ, mỗi bộ thì bao nhiêu trang vậy cô ơi? Tổng cộng toàn bộ sách giấy và ebook của chúng ta lên đến 670 trang các bạn nhá. Được chưa? Đây các bạn nhìn này, hôm nay cô Ngọc còn in ra đây các bạn nhìn nhá. Mỗi một đề của chúng ta thì đều có đáp án chi tiết. Và bên cạnh đáp án chi tiết thì cái này mới là hay, mới là xuất sắc này. Mỗi một đề chúng ta đều có bảng tổng hợp từ vựng và cấu trúc. Đấy. Cô lấy ví dụ như hôm nay cô Ngọc chữa xong đề số 1 ôn thi học kỳ nhá. Thì các bạn sẽ có ngay một cái bảng tổng hợp từ vựng cấu trúc trong đề số 1. Đây các bạn nhìn này. Đó, một bảng học từ vựng riêng và một bảng cấu trúc riêng, được chưa? Đó, sau mỗi một đề của chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh này nó dày lên đến 670 trang, bao gồm có cả ebook và bao gồm có cả sách giấy, được chưa? Đấy nhá. Rồi các bạn nhớ nhá, được chưa? Được chưa?
Đó, hôm nay thì cô Ngọc đã đi giao em class để quay khóa luyện đề cho các bạn. Đây này, đấy, cô vừa mới đi quay vào buổi chiều ngày hôm nay lúc 5 giờ, 4 giờ. Đó, sẽ quay khóa luyện đề cho các bạn. Rồi, ok, thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào phần livestream ngày hôm nay các bạn yêu nhá. Rồi, các bạn, chúng ta nhìn này. Đây là đề ôn thi học kỳ 1 số 1. Đấy, và chúng ta có bộ 5 đề trong cái hộp đề lai tê này, được chưa? Trong cái hộp đề lai tê này thì chúng ta sẽ có bộ 5 đề nhá. Và đây là đề số 1 mà cô giáo sẽ chữa cho các bạn. Bây giờ chúng ta hãy comment thật là nhanh và chính xác cho cô giáo đáp án mà các em vừa mới làm nhá. Tí nữa bảng điểm thì cô giáo sẽ công bố sau khi mà cô Ngọc livestream xong nhá. Ba bạn mà được điểm cao nhất cô Ngọc sẽ tặng bộ 35 đề tuyệt đỉnh tập 1 phiên bản 2022 dành cho các em, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi số 1. Bây giờ cô Ngọc sẽ tắt cam đi để cho chúng ta nhìn đề cho tập trung nhá và nhìn đề cho nó to hơn. Ok. Rồi cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 ở đây của chúng ta đó là một câu hỏi về phần gì? Phần phát âm đúng không? Các con nhìn cô giáo xem đáp án là gì. Ở đây thì người ta đang gạch chân chữ CH của mỗi một từ, đúng không? Nào bây giờ chúng ta làm quen dần với việc luyện đề nào. Câu hỏi số 1 chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có cho cô giáo này. Cô giáo em đăng ký CTG vẫn muốn lấy sách của cô. Kim ơi, ở trong khóa CTG nếu mà các con muốn lấy hộp đề này nhá thì chúng ta sẽ được miễn phí ship toàn quốc và chúng ta sẽ có giá là 199k. Các bạn lớp live CTG đã đăng ký trước mà muốn có hộp đề nhá thì các con sẽ có một cái link điền mà đã đăng ở trong nhóm ý, là 199k và miễn phí ship toàn quốc. Đấy, có những bạn nào bây giờ đăng ký khóa live của cô thì chúng ta sẽ được tặng hộp đề, được chưa? Nào bây giờ chú anh nhiều giáo câu hỏi số 1. Cô giáo nhìn thấy bạn Ngô Nguyên thì đang chọn đáp án câu số 1 là A. Và đáp án chính xác của cô giáo đúng là đáp án A. Thế bây giờ tại sao A là đáp án chính xác này? Ở đây con thấy CH này này, chúng ta đọc là âm ch. Đấy, từ này của chúng ta có nghĩa là nhượng quyền, đúng không? Mình đọc là gì nhỉ? Franchise, đúng không ạ? Và âm này là âm ch. Đó. Ở đây B thì từ này của chúng ta rất quen thuộc rồi, nó có nghĩa là sâm panh, rượu sâm panh ý. Thì chúng ta thấy là cái SH này nó không đọc là chờ mà nó đọc là sugar. Và chúng ta sẽ đọc là champagne, đúng không? Từ này trọng âm sẽ dẫn tới thứ hai. Và mình đọc là champagne, trọng âm 1. À quên, trọng âm 2, âm sure. Ở đáp án C thì từ này của chúng ta nó có nghĩa là gì? Cái dù, đúng không? Mình đọc là gì nhỉ? Parachute. Parachute thì trọng âm của chúng ta sẽ rơi vào trọng âm 1 này. Và âm này là âm sure. Parachute. Và đáp án D thì từ này của chúng ta là máy móc, chúng ta đọc là machine, cũng là âm sure. Như vậy thì A, B, C, D của chúng ta đều phát âm giống nhau. Chúng ta có champagne này, parachute này, rồi chúng ta có gì đấy? Chúng ta có machine, đúng không? Như vậy đáp án chính xác là A. Tiếp theo, chủ chú Ngọc câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta thì đây là một từ, nó gạch chân cái âm chữ Y dài của mỗi một từ, đúng không? Ở đây cô giáo đang nhìn thấy câu số 2, bạn Ngọc Thơ đưa ra đáp án là B. Rồi, ở đây chúng ta nhìn đáp án A, mình đọc là gì? Empty, đúng không? Empty là trống rỗng, chúng ta có âm gì? Âm Y, được chưa? Ở đáp án B, chúng ta có động từ từ chối, khước từ, đúng không? Phủ nhận, chúng ta đọc là deny, trọng âm 2 và đây là âm I, deny. Ở đáp án C, chúng ta có từ sleepy, thì đây cũng là gì? Âm Y, đúng không ạ? Và cuối cùng ở đáp án D, thì chúng ta sẽ có từ gì ạ? Hurry, hurry của chúng ta cũng là âm Y. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án B rồi, được chưa? Chúng ta nhìn lại, cô giáo nhìn thấy là bạn là Nguyễn Tú Anh cũng chọn 2B. Như vậy là chúng ta đều đúng 2/2. Tiếp theo, chủ nhiệm Ngọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó là phần trọng âm. Nào các bạn nhìn cô giáo xem nào. Với câu số 3 ở đáp án A, đúng không? Thì chúng ta thấy là trọng âm của những từ mà có hai âm tiết thì chúng ta có cái quy tắc, ví dụ như là động từ mà có hai âm tiết thì trọng âm thường dẫn tới thứ hai, hay là tính từ này, rồi danh từ mà có hai âm tiết thì trọng âm thường dẫn tới thứ nhất. Tuy nhiên ở đây nó chỉ là thường thôi, thế còn có rất là nhiều ngoại lệ, đúng không? Nào, chúng ta nhìn vào câu hỏi số 3, đáp án A. Ở đáp án A thì chúng ta thấy là động từ, đúng không? Nó có nghĩa là tuyển dụng, đúng không? Ví dụ tuyển dụng nhân viên chẳng hạn. Từ này theo đúng quy tắc động từ trọng âm dẫn tới thứ hai. Đấy, mình đọc là gì? Recruit, đúng không ạ? Trọng âm 2. Tiếp theo ở đáp án B, chúng ta có từ này là gì ạ? Bán lẻ, đúng không? Chúng ta đọc là gì? Retail, đúng không? Retail thì chúng ta có ngay yêu giáo, đó là trọng âm mấy? Trọng âm 1, đúng chưa? Ở đáp án C, từ này mặc dù là động từ nhưng nó cũng có loại thể là danh từ. Trọng âm dẫn tới thứ nhất, mình đọc là answer, câu trả lời hoặc là trả lời. Và cuối cùng ở đáp án D thì chúng ta có danh từ trọng âm 1, có nghĩa sự thiếu hụt, mình đọc là shortage, đúng không? Vậy thì 2111, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Cô giáo nhìn thấy bạn Huỳnh My chọn đúng cái này. Tiếp theo, chủ nhiệm Ngọc gọi số 4. Câu số 4 ở đây chúng ta có đáp án A, mình đọc là gì nhỉ? Surface, đúng không? Từ này các bạn đừng có đọc pha sai phát âm là surface nhé. Mình đọc trong học là surface, đúng không ạ? Surface ở đây nó là trọng âm ấy, trọng âm 1, đúng chưa? Đấy.
Ở đáp án B chúng ta có châu giáo. Từ này nó có nghĩa là gì các bạn nhỉ? À, sâu sắc, uyên thâm đúng không? Tính từ mình đọc cho cô giáo là profound. Profound thì trọng âm của chúng ta dâm tiết thứ hai. Ở đáp án C chúng ta có động từ, nó có nghĩa là theo đuổi đúng không? Ví dụ theo đuổi đam mê chẳng hạn, pursue, như vậy trọng âm của chúng ta dâm tiết thứ hai. Và ở đáp án D thì chúng ta có từ này là động từ, có nghĩa là biểu diễn, trình diễn, thể hiện, mình đọc là perform, trọng âm 2. Vậy ta có đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Cô Ngọc nhìn thấy đáp án của Trần Hương Giang chọn đúng đây này. Very good, đúng chưa? Đấy, đáp án là A là đáp án chính xác nhá. Rồi, như vậy là cô giáo nhìn thấy rất nhiều bạn đã đúng hết phần trọng âm và phát âm. Hãy nhớ cho cô Ngọc, đây là thời gian vàng để cho chúng ta bắt đầu luyện đề. Và luyện đề nhá, càng sớm càng tốt, đúng không? Hôm nay chúng ta demo một cái đề mà cô giáo sẽ hướng dẫn trong live T, đúng không ạ? Giúp cho các con có thể đạt điểm 9-10 ôn thi học kỳ 1. Điểm kỳ 1 mà cao thì giúp cho chúng ta có sự tự tin trong cái quá trình chúng ta luyện đề, đúng không? Vì cái mục tiêu cuối cùng của mình là ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, chứ không phải là học kỳ 1, đúng không ạ? Đấy, một cái chặng đường khá là dài. Như vậy là rất nhiều bạn đúng 4 trên 4 đúng không? Tiếp theo chuyển cho Ngọc phần dạng bài số 3, đó là dạng ngữ pháp từ vựng của đề có khoảng 15 câu. Mình nhìn vào câu hỏi số 5 của cô. A của chúng ta là hadn't to, B là didn't have to, C là shouldn't have và D là must not have. Ở đây cô sẽ chép đáp án của một bạn lên đây để xem bạn có đúng không này. Hôm nay vị khách mời đầu tiên là bạn Dương Phương Anh, đúng không? Dương Phanh Phanh trong lớp cô Ngọc đây. Bạn đưa ra đáp án như sau này. Rồi, bạn đưa ra đáp án là B, B, D, đúng không? B, B, D, B. Bây giờ chúng ta nhìn xem bạn Phương Anh có đúng không nhé. Với câu hỏi số 5 thì đáp án chính xác của mình là B, đúng rồi. Bởi vì các con thấy là đây là một cái câu liên quan đến kiến thức về động từ khuyết thiếu, đúng không? Mình có cho cô giáo là have a to này. Thì sau đó chúng ta cộng động từ nguyên thể, nó có nghĩa là phải làm gì, đúng không ạ? Nếu như mà nó ở dạng phủ định, mà lại là quá khứ, thì chúng ta phải đổi cho cô giáo trở thành didn't have to. Như vậy chúng ta chọn đáp án là B. Câu này dịch như sau này. Tôi đã chọn gửi cái đơn đăng ký của mình bằng cách là gì? Bằng văn bản viết tay. Thế nhưng mà thực ra tôi không cần phải làm theo cách đó, đúng không? Ở đây cái đáp án C nó sai, bởi vì là nếu đáp án C mà đúng ý, thì nó sẽ phải shouldn't have cộng với lại gì nhỉ? P2 của động từ. Mà P2 của động từ do thì nó phải là done cơ. Đấy, thì nó sẽ là thuộc theo kiểu cái cấu trúc là đáng lẽ nên làm gì nhưng thực tế là không phải làm, đúng không ạ? Đấy, rồi đó là B. Đấy, những bạn nào mà còn chưa thuộc cấu trúc này thì cần ngay lập tức phải ghi chép vào. Tiếp theo, chuyển sang câu hỏi số 6 thì đây là kiến thức về gì đấy ạ? Nào, liên từ. Ben started to. À, ở đây thì các bạn có châu giáo này. Gì đây ạ? Một câu khá là đơn giản về việc dịch đúng không? Ben thì bắt đầu làm sao? Dùng mình vì lạnh. Vào lúc đó thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi quyết định về nhà. Thế thì cái câu này này, đúng không? Chúng ta khuyết ở cái chỗ nào? Chỗ là trước cái mệnh đề we decided mà cô giáo vừa mới dịch là vào lúc đó, tại thời điểm đó. Thì tại thời điểm đó thì nó sẽ là at that time, đúng không? Đấy. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B, được chưa? Rồi, ok. Thế còn ở đáp án A là why at that point, tại sao vào thời điểm đó? By this time có nghĩa là đến lúc đó, còn at which point thì có nghĩa là cái cụm từ này nó không có nghĩa, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo chỉ cho Ngọc câu hỏi số 7. Câu số 7 thì các bạn nhớ cho giáo kiến thức gì? Đó là kiến thức về động từ, mà các động từ theo sau nó sẽ là to verb và các động từ theo sau là verb ing. Riêng với cái anh remember này này thì anh ấy cộng với cả hai ông to verb và verb ing, nhưng mà nó sẽ có nghĩa khác nhau. Nếu như remember mà cộng to verb thì các con sẽ thấy là nó sẽ là nhớ việc gì phải làm, đúng không? Phải làm. Còn remember mà cộng với verb ing thì các con nhớ cái việc gì mà đã làm rồi. Thì trong câu số 7 chúng ta bắt buộc phải dịch thôi. Tôi nhớ là đã được thông báo về cái khóa học quản lý. Như vậy thì câu này chúng ta thấy là gì? Mình phải sử dụng cấu trúc remember cộng verb ing vì nhớ đã được thông báo. Như vậy các con bỏ hai đáp án C và đáp án D. Từ từ nhá. Sorry. Như vậy là câu này thì bỏ được mỗi đáp án C thôi. Đầu tiên là cộng verb ing đã. Vậy ta còn ABD thì bây giờ phải xác định một cái này. Đó là cái câu này nó mang ý bị động hay là chủ động, đúng không? Tôi nhớ là được thông báo. Thì các con thấy là cái động từ inform này này, nếu như anh inform này nhá, mà anh ấy đứng im một mình đằng sau không có giới từ ấy, à đằng sau không có tân ngữ, thì anh ấy chắc chắn là trong câu bị động. Đấy, đây các con nhìn không có tân ngữ này, đúng không? Remember. Như vậy thì ở đây mình sẽ thấy là mang nghĩa bị động. Bị động thì chúng ta sẽ có là remember này, sau đó cộng với gì? Cộng với lại being cộng với P2 nhá. Đây các bạn nghe này, remember mà mang nghĩa bị động. Nghĩa bị động thì nó sẽ là cộng với being cộng P2. Hoặc trường hợp thứ hai là sẽ là remember having been cộng P2. Đấy. Thế câu này các con thấy không có being cộng P2 đúng không? Chỉ có having been cộng P2 thôi. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D, được chưa ạ? Rồi tiếp theo chỉ cho Ngọc câu số 8.
Câu số 8 này thì đây là một câu kiến thức so sánh, đúng không? Và đây là so sánh gì? So sánh kép. So sánh kép thì chúng ta thấy là gì? Hai bên của chúng ta đều dịch là càng, 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 đúng không ạ? Câu này mình sẽ dịch như sau. Hàng xóm của tôi thì driving me bat mad. Đằng hàng xóm của tôi làm tôi phát điên lên được, đúng không? Có vẻ như là trời càng khuya thì anh ta chơi nhạc, bật nhạc càng to, đúng không ạ? Vậy so sánh kép thì các con thấy này, cả hai vế của chúng ta đều phải cộng với the, đều có the ở đứng đầu. Sau đó chúng ta cộng với so sánh hơn của tính từ hoặc là trạng từ. Chúng ta có the này, cộng với so sánh hơn này, đúng không? Sau đó có chủ ngữ cộng động từ thì chúng ta phải cho nó xuống cuối. Đấy, nên các con nhìn này này. Sau cái so sánh hơn nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ xuống cuối này. It is này, hay là he plays his music. Đó. Đầu tiên thì chúng ta có thể loại bỏ được đáp án nào không? Đó là loại bỏ được đáp án đi. Bởi vì nó sai ở hình thức so sánh hơn của từ late. Late thì so sánh hơn không thể là the more late được. Nó là một tính từ ngắn. Cho nên là mình phải nói là the later. Cho nên bỏ đáp án đi nhá. Tiếp theo thì các con thấy đáp án C sai. Bởi vì cái từ later này nó lại không phải là muộn mà nó có nghĩa là về sau. Đấy, cho nên bỏ đáp án C. Tiếp theo đáp án A với đáp án B thì các con lại nhìn thấy cái từ louder này, nó là một cái động từ, à một tính từ gì, ngắn. Cho nên là nếu mà hơn thì nó phải là louder chứ không thể là the more loud được. Cho nên ở đây thì đáp án chính xác sẽ là B, the later, the louder, đúng không ạ? Đấy, the này, được chưa? Sau đó cộng so sánh hơn này, chỗ này là từ late, so sánh hơn là later. Chỗ này là loud, so sánh hơn là louder, đúng không? Sau đó có chủ ngữ cộng vị ngữ cái gì gì thì mình sẽ cho xuống cuối hết, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo câu số 9. Câu số 9 thì các con thấy ở đây đó là kiến thức về gì ạ? Về câu hỏi đuôi nhá. Câu hỏi đuôi. Nào, ở đây mình có cho cô giáo này mệnh đề trần thuật ở phía trước, người ta đang cho dạng quá khứ đơn. She didn't deserve, đúng không? Thế vậy thì đuôi ở phần trước trần thuật nó là dạng phủ, dạng phủ định, thì phần đuôi của con nó phải là ngược lại là dạng khẳng định. Khẳng định đúng không? Mà lại sử dụng gì? Ở câu hỏi mà sử dụng quá khứ đơn. Vậy thì đuôi của chúng ta cũng là quá khứ đơn, đúng không? Mà trợ khẳng định thì nó sẽ là trợ động từ ở dạng khẳng định thì sẽ là did. Như vậy mình sẽ có là did she. Nào cùng dịch câu này nhá. Đây chỗ này thì mình sẽ đi là did she này. Đấy. She didn't deserve to get fired after working so hard. Cô ấy không đáng bị sa thải sau khi làm việc quá chăm như thế, có phải không? Thì đây các con có cho cô giáo là deserve, đúng không? Sau đó cộng to verb nhá, có nghĩa là xứng đáng làm gì nhá. Rồi, sau đó các con lại có cho cô đó là gì nhỉ? Get fired, nó có nghĩa là bị sa thải, đúng chưa? Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 của chúng ta đó là kiến thức về gì? Như vậy là chúng ta cùng tổng kết lại bạn Dương Phanh Phanh đúng không? 10 điểm, rất tốt, 5 câu đều đúng cả năm. Nào bây giờ câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 đến câu hỏi số 15 chúng ta nhìn cô giáo xem đáp án gì nhá. Cô giáo đang nhìn thấy bạn nào Hiếu Nguyễn thì đang chọn 9B. Rồi ok, có bạn nào comment được câu số 10 đến câu hỏi số 15 không? Câu 10 như sau này, đây là một câu hỏi về giới từ, đúng không ạ? Rồi bạn Hiếu Nguyễn thì đưa ra đáp án như sau này. 10 bạn chọn C này, 11 bạn chọn A và 12 chọn C. Các con cố gắng comment khoảng 5 câu 1 nhá. Đấy, để cô giáo cho điền một lúc 5 câu nhá. Nào câu số 10 bạn Hiếu chọn C. Thì câu này là một câu về giới từ. Các con nhìn thấy ở đây chúng ta có threat, đúng không? Rồi, chúng ta có một cái cụm, đúng không? Đó là dưới sự đe dọa của cái gì, bị đe dọa bởi cái gì. Và đó chính là to be under threat of something, đúng không ạ? To be under threat of something. Ở đây thì chúng ta có cụm là to be under threat of extinction. Thì extinction của mình có nghĩa là tuyệt chủng, sự tuyệt chủng. Vậy câu này mình dịch là rất nhiều những cái loài động vật hoang dã nó đang có nguy cơ tuyệt chủng, đang bị đe dọa là sẽ tuyệt chủng, đúng không? Như vậy chúng ta chọn C cho cô. Tiếp theo hỏi số 11. Câu 11 này thì đây là một câu hỏi về trật tự của tính từ. Trật tự của tính từ. Nào, với trật tự tính từ thì đầu tiên các bạn nhìn này, chúng ta có một cái trật tự là chúng ta rất hay, cô giáo hay nói rồi, đó là ốc sầm sơn ăn cũng ngon mà, đúng không? Hoặc là trật tự tính từ các bạn là ốc sacom ấy, đúng không ạ? Thì lúc này các bạn nhìn cô giáo này, ở đây thì cái tính từ đầu tiên đứng đầu ấy nó sẽ phải là tính từ chỉ về quan điểm, cái đánh giá cá nhân của mỗi người. Thì các con thấy là trong ba cái tính từ này thì delicious nó sẽ là tính từ chỉ quan điểm, bởi vì nó là ngon. Ngon thì có do phải là ý kiến không? Có người thấy ngon, có người không ngon, đúng không? Thế thì đó là một cái đánh giá cá nhân đứng đầu đã. Vậy từ đây các con sẽ loại trừ đáp án B và đáp án C. Ta còn đáp án AD. AD thì các con có traditional là thuộc về truyền thống, đúng không ạ? Và Vietnamese thì nó là gì? Nó là nguồn gốc. Nguồn gốc thì nó chính là chữ gì? Chữ N này, đúng không? Nó phải đứng cuối cùng, gần cuối cùng luôn, đúng không ạ? Như vậy thì các con có ngay được đáp án là A. Đấy, traditional này các con có thể xếp vào cái tính từ về age, đúng không? Tuổi tác, đây là truyền thống bạn đã có từ lâu đời. Câu này dịch như sau này.
họ nấu một cái bữa ăn rất là ngon theo kiểu truyền thống của Việt Nam cho con cái của họ thưởng thức, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo câu hỏi số 12. Đây là một câu hỏi về thì. Đấy, mỗi một câu nó là một cái chuyên đề. Cho nên với những bạn nào mà chúng ta đang mất gốc này, hay là ngữ pháp còn đang lơ mơ này, từ vựng thì thiếu hụt, khi mà các con luyện đề ấy, thì các con sẽ biết chắc chắn là mình đang đang hỏng kiến thức ở phần nào. Đấy, cho nên là luyện đề càng sớm càng tốt. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ lấy một cái đề ở trên mạng vu vơ nào đó rồi các bạn làm là các bạn đã luyện đề tốt. Không, chúng ta luyện đề cần phải có những cái bước, từng bước một thì mới cải thiện được điểm số nhá. Nào bây giờ cho anh nhiều câu hỏi số 11. Câu 11 này, à câu 12 thì đây là một câu hỏi về thì, sự phối hợp thì, đúng không? Rất là đơn giản rồi, một câu hỏi 12 là câu hỏi chống liệt thôi. Một cái hành động mà đang diễn ra, đúng không? À, thì hành động khác xen vào. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn, và hành động xen vào chia thì quá khứ đơn. Thế các con có he came là hành động xen vào. Anh ta đến khi tôi đang xem bộ phim là gì? Vì sao đưa anh tới? Thì các con sẽ thấy là anh mình đang xem phim thì nó vào, đúng không? Vậy cái việc mình đang xem phim sẽ chia quá khứ tiếp diễn, nó sẽ là was watching, đúng không ạ? Rồi, như vậy là cô thấy bạn Hiếu nhá, đúng 3 trên 3, 10 điểm. Tiếp theo bây giờ cô giáo muốn 5 câu cơ, cô giáo sẽ chọn một bạn nhá. Rồi, cô giáo nhìn thấy một bạn đang nói là Ngô Nguyên. Rồi, bạn bảo là gọi con đi cô hả? Rồi, Ngô Nguyên đưa ra đáp án này. 13 bạn chọn C, 14 bạn chọn A, 15 bạn chọn A, 16 bạn chọn C và 17 bạn chọn D. Đấy, chúng ta cứ comment 5 câu như này cho cô. Câu 13 ở đây thì đó là kiến thức về gì? Về đảo ngữ, đúng không? Đảo ngữ cô Ngọc dạy chưa? Dạy rồi, đúng chưa? Các con có cấu trúc not until, đúng không? Đấy, not until thì nó sẽ đảo ngữ ở mệnh đề mấy? Nó sẽ đảo ngữ ở cái mệnh đề này. Ở đây câu này thì chúng ta thấy là sau not until thì chúng ta có thể cộng danh từ, cộng verb in hoặc cộng mệnh đề. Ở đây thì chỉ có một mệnh đề thôi, thì đây nó đảo ngữ ở cái mệnh đề duy nhất ở trong câu này. Còn cái chỗ dài dài này nhá, nó không phải là mệnh đề. Cái chỗ dài dài này nó chỉ là cụm danh từ thôi các con. The dedication of Yellowstone Park in the late 19th century. Nó chỉ là một cụm danh từ, có nghĩa là công viên Yellowstone, đúng không ạ? Nào, câu này dịch là gì ạ? Cho đến tận khi công viên Yellowstone đóng góp vào cuối thế kỷ 19 ý, thì Hoa Kỳ mới có một cái công viên quốc gia, đúng không ạ? Đấy, cho nên ở đây thì chúng ta chọn cô giáo đáp án là C. Nào, cô giáo nhắc lại cho bạn cấu trúc với not until như sau nhá. Not until này, sau đó các con có thể cộng gì nhỉ? Cộng danh từ này, hoặc cộng verb in này, hoặc là cộng với mệnh đề, đúng không? Rồi sau đó chúng ta cộng với gì nhỉ? Một mệnh đề mà đảo ngữ, tức là chúng ta đảo trợ động từ, cộng chủ ngữ và cộng verb nguyên thể ở phía sau. Đấy, và cái cấu trúc này của chúng ta sẽ dịch là cho đến tận khi chấm 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 thì làm sao, đúng không ạ? Đấy, và tất cả những cấu trúc này nha các con, thì khi mà các bạn sở hữu cái bộ hộp đề mà các con đăng ký cái khóa Lai T ấy, đúng không ạ? Thì cô giáo đã tổng hợp một cách rất chi tiết và rất là gọi là đầy đủ ở trong cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh rồi. Đây này, cô giáo đã tất cả cái cấu trúc gì mà bắt buộc các con muốn được 8, 9, 10, cô giáo đều tổng hợp ở đây. Và chắc chắn là 2K4 những bạn đã nhận được sách này mà cô tặng ấy, đúng không? Thì thấy rất cuốn này rất là hữu ích, đúng không ạ? Đấy, đó, đúng không? Các cấu trúc quan trọng đấy, cô giáo đều tổng hợp ở đây. Đó, rồi, và cái cấu trúc về not until đảo ngữ này thì cũng có, được chưa? Được chưa, được chưa? Rồi, tiếp theo, chủ Trung Ngọc câu hỏi số 14. Câu 14 này thì bạn Ngô Nguyên chọn đáp án là A, cô giáo đồng tình với bạn. Chỗ này thì các con thấy là một câu hỏi về từ vựng, đúng không? Đi thi thì những cái câu hỏi về từ vựng như thế này, chúng ta thấy nó không có giới hạn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì từ vựng chúng ta sẽ học ở hai nguồn. Nguồn thứ nhất đó là nguồn từ vựng trong sách giáo khoa. Nếu anh mà chưa học sách giáo khoa thì anh đừng học bất kỳ thêm một cái từ vựng nào nữa. Phải có sách giáo khoa các bạn nhá. Bởi vì sao ạ? Đến đầu tiên là đề nó sẽ phải xuất phát từ sách giáo khoa chúng ta học. Thứ hai đó là trong quá trình luyện đề. Ok, các con ơi, cô giáo đã có bảng điểm thi thử và chị Bùi Quỳnh vừa gửi cho cô Ngọc. Đấy, cô ơi em gửi bảng điểm thi thử. Nào chúng ta hãy thử xem ba bạn đứng đầu ngày hôm nay sẽ là ba bạn nào được nhận cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh mà cô giáo sắp ra mắt dành cho 2K4. Nào xem có 10 điểm không nhá. Rồi, rất hồi hộp, xem có 10 điểm không nào. À, có hai con 10 luôn các bạn ơi. Có một bạn trong lớp cô Ngọc tên là Nguyễn Thảo, cô thấy có vẻ quen quen đấy, đúng không ạ? Có vẻ quen quen cô bạn Thảo này này. Rồi, 10 điểm, 10 điểm. Có hai bạn được 10, rất tốt. Có 1 2 3 4, 4 bạn 9,8, đúng không? Rồi, trong đó có ba bạn ở trong lớp cô Ngọc. Ok, có 1 2 3 4 5 6 bạn 9,6. Khoảng tầm 6 con 9,4, đúng không? Tầm 6 bạn 9,2 và có tầm 8 con 9. Như vậy là điểm từ 9 lên đến 10 ấy, thì anh em chúng mình có từ 35. 35 - 2 + 1, 35 - 2 là 33, 33 + 1 = 34. 34 bạn.
Như vậy là hôm nay có 34 bạn điểm rơi từ 9 lên đến 10. Và chúng ta có hai con 10 trọn vẹn. Đấy ạ, hai con 10 trọn vẹn. Và cô giáo công bố ba bạn được tặng sách ngày hôm nay của cô Ngọc này. Đó là bạn Khánh Linh, đúng không? Ở trường A Duy Tiên. Bạn Nguyễn Thảo, trung học phổ thông gì đó. Bạn Phạm Lê Tiến Anh ở trung học phổ thông Lê Hữu Trác. Một bạn Hà Nam, một bạn Thái Bình, một bạn Hà Tĩnh. Hai bạn này có hai bạn trong lớp cô Ngọc, BN2305 và BN1856 là số báo danh trong lớp. Rồi ba bạn này trực tiếp nhắn tin trên page cho cô. Cô giáo sẽ dành tặng cho các bạn đó là một cuốn sách gì đấy ạ? Bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Cuốn sách này cả ebook và sách giấy dày 670 trang, đúng không ạ? Mỗi đề đều có đáp án chi tiết. Và đáp án chi tiết của cái riêng cái đề mà cô đang chữa này lên đến 22 trang, dịch toàn bộ bài đọc và sẽ có phần bảng tổng hợp từ vựng cấu trúc trong đề. Có rất nhiều bạn đã muốn mua sách rồi nhưng rất tiếc cô Ngọc chưa có link đăng ký để mua sách, được chưa? Đấy. À, cô Ngọc sẽ ra mắt trong thời gian tới nhá. Thế nhưng mà khi mà cô giáo có thì cô giáo sẽ gửi luôn cho các bạn. Các con cứ inbox luôn, được chưa? Tặng cho các ba bạn đứng đầu trong buổi thi ngày hôm nay, rất tốt. Và chúng ta thử xem là điểm thấp nhất ngày hôm nay của chúng ta bao nhiêu điểm. Rồi có một bạn 1,6 điểm và có một vài bạn được 2 điểm, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cần phải cố gắng hơn rất nhiều nhá. Rồi ok, nào bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 14 cho cô. Nào câu hỏi số 14 thì chúng ta chọn cho cô giáo đáp án xem nào, đáp án là gì? Câu 14. Câu 14 ở đây thì chúng ta có các đáp án như sau này. A của chúng ta là judgment, đúng không? Judgment. B của chúng ta là eyes, C của mình là relief và D là cái câu này chỉ cần đến đáp án C thôi, không cần đến đáp án D rồi. Bởi vì sao? Về nghĩa thì không thể nào lo lắng được, đúng không? Đáp án A của chúng ta là gì ạ? Phán xét đánh giá này. B của chúng ta là mắt, đúng không? C của chúng ta là relief, đó là sự khuây khỏa, đúng không? Đấy, vân vân. Và đáp án D của chúng ta là sự lo lắng. Thì câu này mình dịch này. Theo như cái đánh giá của chúng tôi ý, thì bệnh tình của Geoffrey ý, thì không là quá nghiêm trọng như là chúng tôi sợ, đúng không? Đấy. Như vậy thì chúng ta có ngay được cho cô giáo đáp án chính xác câu hỏi số 14. Đó chính là đáp án gì? Đáp án A, đúng không? Theo như đánh giá của chúng tôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chủ trung học này, câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta như sau này. Nào câu hỏi số 15 chọn đáp án gì? A của chúng ta là took leave of này. B của chúng ta là felt pity of. Ơ sao tự nhiên cô giáo nhìn thấy tự nhiên nó bị gián đoạn thế nhỉ? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn hỏi là bao giờ thi thử đợt 2. Thi thử đợt 2 sẽ có mỗi một tuần sẽ có một lần thi thử các bạn nhé. Một tuần có một lần thi thử. Đáp án C của chúng ta là lost touch with. Và đáp án D của chúng ta là gave birth to. Thì với cái câu hỏi số 15 này, bạn ý chọn đáp án là A. Thì cô giáo sẽ đưa ra đáp án của cô bằng cách cô giáo đưa ra nghĩa trước đây nhé. Đầu tiên các bạn có take leave ở vậy thì nó có nghĩa là chia tay, nói lời từ biệt này. Ở đáp án B là felt pity for thì nó có nghĩa là gì? Cảm thấy thương hại, đúng không? Ở đáp án C chúng ta có lost touch with somebody có nghĩa là gì? Mất liên lạc với ai đấy. Và đáp án D thì chúng ta give birth to somebody là sinh ra ai. Thì câu này mình dịch như sau này. You had better keep a box of matches. À đâu, with a nod and a smile. Với một cái gật đầu và một nụ cười thì cô ấy đã gì? Nói lời gì? Tạm biệt với người bạn của mình. Đấy, cho nên ở đây thì bạn ý chọn đáp án A là chính xác. Take leave of có nghĩa là nói lời chia tay, nói lời tạm biệt, đúng không ạ? Đấy, từ leave này có nghĩa là rời đi mà, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 16. Như vậy là bạn 16, bạn ý chọn đoán là C là handy. Câu 16 thì các bạn thấy là kiến thức của chúng ta là về từ vựng cụm từ, đúng không ạ? Từ vựng cụm từ. Ở đây mình có A là handshake thì nó có nghĩa là cái bắt tay, đúng không? B của mình là handful thì có nghĩa là một nắm, một nhúm. C của mình là handy thì nó có nghĩa là vừa cầm tay, đúng không? Tiện tay. Và D của chúng ta là hands on thì nó có nghĩa là gì? Thực hành. Thế trong cái câu này mình thử xem mình dịch như nào nhá. You had better keep a box of matches. Bạn nên giữ một hộp diêm làm sao? À, bạn nên giữ một hộp diêm trong tay. Đúng ạ. Đấy. Bạn nên giữ một hộp diêm trong tay. Phòng khi đèn nó lại tắt một lần nữa. Go out ở đây, cái cụm động từ này đi với the lights ấy, thì nó có nghĩa là bóng đèn vụt tắt. Đấy. Như vậy thì chúng ta chọn ông giáo đáp án là C. Đó là handy, đúng không? Đấy, cầm trong tay, handy. Đáp án C nhá. Tiếp theo câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta thì kiến thức về sự kết hợp thì, đúng không? Ở đây các bạn có cho giáo cái mệnh đề mà người ta gì? Đầy đủ ở trong câu mệnh đề chính ý, người ta đang chia thì hiện tại đơn. Vậy mình thử xem làm cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian này thì sẽ chia động từ thì nào. Đầu tiên là đáp án A, have a met, đó là thì hiện tại hoàn thành này, đi với after này. B là until với will meet thì nó là thì tương lai đơn này.
See là by the time đi với thì hiện tại đơn này, và câu đi là whenever đi với thì hiện tại đơn. Thì hãy chú ý câu giáo này ở đây có often, đúng không? Thể hiện một cái hành động mà nó gì? À, nó xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại trong hiện tại, đúng không? Thế thì cái câu này mình dịch này: bất cứ khi nào mà tôi gặp cái người giáo viên yêu quý của mình thì người giáo viên ấy luôn thường là mặc hai màu đỏ và đen. Như vậy ở đây thì các con thấy là một cái hành động, đúng không? Mà nó thường xuyên lặp đi lặp lại trong hiện tại. Vậy thì chúng ta sử dụng whenever, whenever này. Sau đó cộng với lại hành động trong hiện tại đơn này, đúng không? Và mệnh đề còn lại cũng chỉ ở hiện tại đơn, được chưa? Bất cứ khi nào làm sao thì làm sao, được chưa? Như vậy là bạn Nguyễn Thảo đang comment mà có avatar hình cô gái là bạn được 10 điểm à con? Cô nhìn quen lắm, trông giống như kiểu là bạn Thảo trong lớp ấy. Câu 17, bạn chọn đi. Như vậy là từ nãy giờ 5 câu từ 13, 17 bạn Ngô Nguyên chọn đúng rồi, 10 điểm. Được chưa? Nào bây giờ cho anh cô giáo tiếp theo đến câu hỏi số 18. Bây giờ cô giáo sẽ chọn một bạn, cô giáo xin mời bạn bạn Nguyễn Thảo nhá. Bạn Nguyễn Thảo có phải là bạn được 10 điểm không đấy? Bạn Thảo đưa ra đáp án như sau. Câu 18 bạn chọn đáp án là A, câu 19 bạn chọn A, 20 bạn chọn A, 21 bạn chọn D và 22 bạn chọn C. Hãy nhìn vào câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 của chúng ta là một câu hỏi về cụm động từ. Trong đề thi thường sẽ có một câu này hoặc là hai câu. Một câu cụm động từ rồi một câu về thành ngữ, đúng không? Đó là những cái câu phân loại. Nào bây giờ chú anh nhìn cô giáo câu hỏi số 18 nhá. Many young people travel all over the world and then do all kinds of jobs before they settle down thì mình sẽ dịch là ổn định cuộc sống, đúng không? Như kiểu an cư lạc nghiệp ấy. Put down thì nó có nghĩa đặt xuống. Nguyễn Thảo, vâng ạ. À. Đấy, thế là bạn Thảo này được 10 điểm đấy các con này. Đây, các bạn có thể kết bạn là làm quen bạn Thảo ấy đi, 10 điểm trong bài ngày hôm nay. C mình có go down là giảm xuống, đúng không? Rồi, ok. Đi xuống và đi của chúng ta là touch down, thì touch down là hạ cánh. Thế câu này mình dịch như sau này: nhiều người trẻ thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và sau đó thì họ làm tất cả các cái loại công việc, đúng không? Các kiểu công việc trước khi mà họ sẽ ổn định cuộc sống. Như vậy thì chúng ta chọn câu giáo đáp án là A, đúng không? Settle down. Rồi. Tiếp theo câu hỏi số 19. Nào câu hỏi số 19 của chúng ta là câu cuối cùng trong dạng bài 15 câu từ vựng ngữ pháp của đề đấy. Nào ở đây thì mình sẽ có một câu hỏi về sự kết hợp từ. Nào, ở đây mình có your authority so often. Nào, ở đây thì các bạn có authority thì nó có nghĩa là quyền lực, cái thẩm quyền, đúng không? Đấy. Nào ở đây mình dịch như này này: nếu như mà lực lượng, nếu như mà cái gì nhỉ? Nếu như mà ở đây workforce là lực lượng lao động, nhưng mà mình cứ coi là nếu như nhân viên đi, đúng không ạ? Nếu như nhân viên mà họ respect you ấy, nếu mà họ tôn trọng bạn ấy, bạn ấy, thì bạn sẽ không cần phải khẳng định cái quyền lực của mình thường xuyên, đúng không ạ? Bởi vì họ không cần phải khẳng định cái quyền lực thường xuyên để họ sợ, bởi vì họ đã, bản thân họ đã tôn trọng bạn rồi. Thì các con nhớ giáo cái động từ cần phải điền đây, đó chính là assert. Assert của chúng ta nó là đòi quyền lợi, hoặc nó còn có nghĩa là xác nhận, đúng không? Khẳng định quả quyết. Đấy, chuyên đi với quyền lợi hay là chủ quyền hay là thẩm quyền đấy. Nên chúng ta chọn cô giáo đáp án cho câu này sẽ là A nha các bạn nhá. Đó, rồi. Như vậy ghi hộ cô giáo cái cụm sự kết hợp từ này đi: assert someone's authority. Đấy, có nghĩa là khẳng định cái quyền lực, đúng không? Thẩm quyền của mình. Rồi, như vậy là có bạn nào đúng 15 trên 15 phần này không? Tiếp theo bây giờ cho chuyển cô giáo phần đồng nghĩa trái nghĩa. Nhiều câu hỏi số 20 cho cô. Đây là một câu về gì? Về thành ngữ. Đúng không? Người ta gạch chân cái từ gì ạ? Cái cụm từ stand his ground. Ở đây đã chia thì quá khứ đơn rồi, nó chuyển stand thành stood. Đúng không? Now, although we argued with him for a long time, mặc dù chúng tôi đã tranh luận với anh ấy trong một thời gian dài, thế nhưng mà anh ấy vẫn giữ vững quan điểm của mình. Đấy, thì stand someone's ground ấy, nó có nghĩa là giữ vững quan điểm lập trường. Giữ vững quan điểm lập trường. Cái thành ngữ này nhá, nó rất là dễ hình dung. Đấy, vì các con thấy stand thì là đứng, đứng là phải đứng chắc, đứng vững. Ground là đứng trên đất, đứng vững trên đất, không suy xuyển, đúng không? Tức là mình giữ vững quan điểm. Đấy. Thế thì bây giờ mình tìm một cái cụm đồng nghĩa cho cô. Đồng nghĩa thì các con thấy bạn chọn A là refuse to change his opinion. Có nghĩa là cái gì nhỉ? Từ chối thay đổi ý kiến của anh ta. Đúng rồi. Giữ vững lập trường tức là không thay đổi ý kiến. Còn B là change his decision, có nghĩa là thay đổi quyết định của mình. C là wanted to continue, có nghĩa là rất muốn tiếp tục, không liên quan rồi. Và câu D là felt sorry for us, có nghĩa là cảm thấy tiếc cho chúng tôi, không liên quan, đúng không ạ? Rồi, chọn đây. Nào, câu hỏi số 21. 21 ở đây thì là một câu về từ vựng thôi. Ở đây các con nhìn thấy người ta gạch chân một cái từ mà có khả năng là rất rất nhiều bạn 2K4 đang thấy là nó là một cái từ mới đây, đúng không ạ? Yên tâm, cô Ngọc đã tổng hợp vào cái bảng từ vựng cho các bạn rồi. Entice. Entice là cái gì các bạn?
Enticing nó có nghĩa là thu hút nha các con, hoặc nó còn có nghĩa là cám dỗ, thu hút, cám dỗ, dụ dỗ, lôi kéo. Đấy, cái câu này mình dịch này, cái nhà hàng này họ đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng với cái nội thất rất là ấm cúng và các cái sự kiện hàng ngày rất là đặc biệt, đúng chưa? Thế thì đồng nghĩa với thu hút chúng ta có A này. A của chúng ta có nghĩa là thuyết phục. Thu hút thì có bằng với thuyết phục không các bạn? Không. B là free, free là thả tự do, chả liên quan. C là refuse thì nó có nghĩa là từ chối. Và D của mình attract thì attract someone's attention đấy, thu hút, hấp dẫn ai, cái sự chú ý của ai đó. Chúng ta hay sử dụng một cái sự kết hợp từ, đó là attract someone's attention. Đúng không ạ? Đấy, như vậy các con chọn D cho cô. Vậy là bạn Nguyễn Thảo à? Đúng rồi. Tiếp theo chỉ chú Ngọc có ở số 22. 22 ở đây thì các con thấy người ta gạch chân một cái động từ, đúng không ạ? Và đây thì không phải là từ mới. Cái từ này có trong sách giáo khoa các bạn, nó là abolish. Abolish. Abolish của chúng ta nó có nghĩa là loại bỏ, đúng không ạ? Nào, tôi nghĩ rằng ấy, cái việc mà loại bỏ các cái bài kiểm tra ở trường học là impossible, là không thể, đúng không? Chấm, chúng, tức là những bài kiểm tra rất là cần thiết để evaluate, đánh giá được. Evaluate, đánh giá được. Students progress, cái sự tiến bộ của học sinh. Thế vậy bây giờ các con sẽ chọn một từ mà nó đối nghĩa với từ loại bỏ. Đương nhiên sẽ là từ gì? Đó chính là đáp án C, là continue. Một đằng thì muốn loại đi, muốn bỏ ra, một đằng thì tiếp tục, tức là vẫn thêm vào, đúng không ạ? Đấy, thế nên nó sẽ là đối nghĩa. Còn A, organize thì là tổ chức này, đúng không? B thì là dập tắt này. Và D của chúng ta thì là dừng lại, được chưa ạ? Đấy, rồi đáp án là C. Như vậy là bạn Nguyễn Thảo, bạn này 10 điểm á, bạn ý được 10 điểm thì đương nhiên là bạn ý đúng rồi, đúng chưa? Tiếp theo bây giờ chuyển cho Ngọc câu hỏi số 23 cho đến các câu hỏi tiếp theo. Cô giáo xin được gọi một bạn, đó là bạn Nam đi các bạn. Ôi nhưng mà bạn Nam, bạn cô giáo đang định gọi bạn Tiến nhưng mà Tiến comment ít quá. Rồi ok, nhưng mà cô vẫn gọi Tiến nhá. Bạn Nguyễn Lê Tiến đưa ra đáp án như sau: D, C, ba con A. À, từ từ. Ờ bạn Tiến đâu nhỉ? Ờ bạn đâu rồi? Đấy các bạn comment. Ờ bạn Tiến comment 23 là A à? Ba con A đúng không? A. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Nào nhìn với cô giáo câu hỏi số 23 này. Ở đây các bạn có một cái thành ngữ là look on the bright side. Tuy nhiên thành ngữ này cũng là một thành ngữ phải nói là siêu dễ, vì chúng ta hoàn toàn có thể dịch nghĩa đen của thành ngữ này ra được. Ở đây con thấy có look, look thì là nhìn đúng không? Bright có nghĩa là tươi sáng, side là một cái khía cạnh, một cái bên lề. Thì look on the bright side ở đây có nghĩa là nhìn theo một cái khía cạnh nó tươi sáng, tức là chúng ta nhìn một cách rất là tích cực, một cách rất là lạc quan. Chúng ta phải lạc quan lên. Đấy, đấy là cái nghĩa của idiom này. Thế thì đối nghĩa với idiom lạc quan thì đương nhiên nó sẽ là bi gì? Bi quan. Và bi quan thì từ này có trong sách giáo khoa rồi, pessimistic, đúng không? Nó là bi quan, là tiêu cực. Thế còn optimistic thì là đồng nghĩa lạc quan, tích cực. Smart thì có nghĩa là thông minh. Và confident thì nó có nghĩa là tự tin. Như vậy cô giáo chọn đáp án là A, rất chính xác. Tiếp theo, như vậy là cô giáo thấy bạn Thảo với lại cái bạn Tiến này là đúng 2 trên 2 của toàn bộ phần đồng nghĩa trái nghĩa. Đi thi mà làm được đúng 2 trên 2 của đồng nghĩa trái nghĩa là rất là, gọi là rất là sao nhỉ, rất là yên tâm về số điểm của mình. Bởi vì phần này nhá, thường là sẽ có nhiều từ vựng, đúng không? Nào bây giờ cho anh nhìn mẫu giáo câu hỏi số 24 này. Nào câu hỏi số 24 này thì chúng ta sẽ chọn cô giáo xem đáp án chính xác của nó sẽ là gì. Ở đây cô giáo có một câu, hai câu về chức năng giao tiếp. Và các bạn nhớ nhá, phần này là phần, luôn luôn là phần gì ạ? Dễ ăn điểm, cho nên đừng bao giờ mất 0,4. 0,4 trên tổng số 10 thì nó là ít. Tuy nhiên 0,4 mà hỏi một người nào đã thi trượt đại học chỉ vì thiếu 0,1 điểm thì mới biết là nó quý giá đến mức như thế nào, được chưa ạ? Đấy. Nào câu này chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn có câu giáo như sau. Nào, đầu tiên chúng ta phải đọc kỹ cái tình huống ở trong câu giao tiếp. Jenny và Peter thì đang nói chuyện về cái áo choàng của Peter, đúng không ạ? Cái áo choàng của Peter. Và Jenny nói này: "Wow, what a nice coat you're wearing." Wow, cậu có một cái áo quá đẹp luôn, Peter. Như vậy đây các con thấy là nó đáp lại một lời khen. Vậy đáp lại lời khen như sau: "Cảm ơn, mẹ tớ mua cho tớ đấy." Còn câu B là chắc chắn rồi, bạn thích nó chứ. Câu C là vâng, tất nhiên rồi, áo choàng tớ đắt lắm. Và câu D là gì? Tớ rất thích cậu nói điều đấy. Đương nhiên đáp án chính xác của mình sẽ là sau khi người ta khen mình thì mình phải lịch sự đáp lại lời cảm ơn. Đáp án chính xác là A. Thanks, my mother bought it for me. Được chưa? Tiếp theo câu hỏi số 25. Jennifer và Kathy thì đang gì? Đang nói chuyện với nhau. To be in the middle of conversation, tức là đang nói chuyện nhá. Ở giữa một cuộc nói chuyện, tức là đang nói chuyện. Jennifer nói này:
I believe that supermarkets are much better than traditional markets. Tôi tin rằng siêu thị thì tốt hơn nhiều so với chợ truyền thống. Rồi, các con thấy đây là được liệt kê vào cái phần nào đấy ạ? Phần giao tiếp đưa ra nhận định, tức là opinion. Vậy thì các con phải chú ý cho cô giáo các cách trả lời đồng tình và không đồng tình của cái ý kiến này. Đúng không? Lúc này các con nhìn cho cô giáo ở cái phía sau ấy, nó có một cái mệnh đề giúp cho chúng ta biết được là cái cô bé Cathy nó có đồng tình hay không. Nó nói là each has its own features, có nghĩa là mỗi cái thì đều có những đặc trưng riêng. Ông bên trên khẳng định là siêu thị tốt hơn chợ truyền thống, tức là ông ấy đề cao siêu thị. Bà bên dưới lại bảo là gì? Ôi giời, mỗi cái đều có những đặc trưng riêng chứ. Như vậy là bạn này không đồng tình, đúng không ạ? Vậy không đồng tình thì chúng ta chọn A, đó là I disagree with you. Còn câu B là that is completely true, có nghĩa điều này hoàn toàn đúng. Câu C là I couldn't agree with you more, là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Và câu D của chúng ta là I can't help thinking the same, tức là tôi không thể ngừng nghĩ như vậy, đúng chưa? Chỉ có phản hồi A là phù hợp nhất về nghĩa trong câu này. Rồi, ok. Như vậy là bạn nào đi nhỉ? Bạn Nguyễn Lê Tiến à? 10 điểm. Tiếp theo, bây giờ cô giáo sẽ chuyển sang phần bài đọc điền. Tuy nhiên trước khi đến phần bài đọc điền thì cô giáo sẽ phải chữa cho các bạn cái phần ấy mà chúng ta ấy là phải ăn điểm, đó là phần chọn lỗi sai và viết lại câu nhá. Nào, nhiều phần chọn lỗi sai cho cô đi. Chọn lỗi sai trong đề thi sẽ có 0,6 điểm. Đấy, 0,6 điểm nha các con. Rồi, cũng là phần mà ăn được điểm đấy, cho nên không được bỏ qua, không được bỏ sót. Nào, câu 43 này. Câu 43 thì các con nhìn cô giáo là kiến thức về từ vựng rồi. Đúng không? A là consider, B là invention, C là practicable và D là skyscrapers. Thì ở đây các bạn thấy này, trong câu này chúng ta có một cái tính từ mà rất hay bị nhầm. Các con nhớ nhá, ba câu chọn lỗi sai ấy, thì đề thi theo xu hướng ra đề nhá, nó sẽ là hai câu sai về ngữ pháp và một câu là sai về cặp từ dễ gây nhầm lẫn, mà ta gọi là một câu về từ vựng đấy, một cặp từ dễ gây nhầm lẫn đấy, được chưa? Thì cái câu 43 này đó chính là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Cô đố các con biết là cái từ nào. Nói về từ vựng thì chắc là các bạn cũng ngầm đoán ra được là đây câu này chọn đáp án gì rồi. Cái từ practicable của chúng ta ấy thì nó có nghĩa là khả thi nhá. Practicable này, tính từ này nó có nghĩa là khả thi. Nhưng trong câu này thì lại không thể lại dịch là khả thi được, vì các con dịch mà xem. Until the invention of the telephone, cho đến khi phát minh ra điện thoại thì các tòa nhà chọc trời vẫn không được coi là thực tế cho lắm, chứ không thể nào vẫn được coi là khả thi. Ở đây khả thi nó có nghĩa là khả thi đồng nghĩa là với khả thi là gì? Là có thể thực hiện được. Ví dụ các con nói là nhiệm vụ khả thi, tức là nhiệm vụ có thể thực hiện được, chứ không thể nào mà dịch là các tòa nhà có thể thực hiện được. Mà ở đây chúng ta phải dịch là các tòa nhà chọc trời vẫn không được coi là gì? Thực tế cho lắm, đúng không? Và ở đây thì các con có thể đổi cái tính từ practicable ấy, nó chuyển sang tính từ practical, đúng không ạ? Nên chúng ta chọn C đó nhé. Rồi, tiếp theo chủ nhóm học câu hỏi số 44. Thì câu này của chúng ta là một câu rất là quen thuộc trong dạng bài chọn lỗi sai. Đó chính là một câu cấu trúc song song, hay là cấu trúc song hành, hay là một câu người ta nói là sai cấu trúc tương đương được, nói thế nào cũng được. Vì sao? Vì các con có liên từ and. Nhìn vào cái anh and này thì phải nhớ anh ý trước anh ý, sau anh ý đều phải tương đương nhau. Đấy, đúng không? Đều phải tương đương nhau. Trong toán ý, nó có một cái lý thuyết, một cái khái niệm là góc đồng vị, đúng không? Đồng vị. Đấy, kiểu nó tương đương ấy. Thì ở tiếng Anh cũng thế. Đây, các con cứ nhớ như vậy. Trước and và sau and nó đều phải cùng dạng, cùng loại. Đấy. Thế thì ở đây các bạn thấy là được đằng trước and, đằng sau and mình có getting này, đúng không? Đấy, xong là đằng trước and chỗ này nó có playing này. Nó không thể nào mà cái chỗ này nó lại cho cái từ là to run được, đúng không? Verb in thì giữa cũng phải là verb in, đúng không ạ? Vậy các con sẽ chuyển B là to run chuyển thành running cho cô. Chú ý này, gấp đôi phụ âm N lên trước khi thêm đuôi ing nhá. Rồi, câu này dịch như sau. Trẻ em thì thích chơi với bùn, đúng không? Thích chạy qua những cái gì đấy? Pedals. Chạy qua những cái vũng bùn à? Và gì? Và lấm bẩy, đúng không ạ? Đấy. Vậy ở đây thì các bạn sẽ có cho cô giáo là đáp án là B nhá. To run trở thành running. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 45. Câu 45 này thì đây là sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Các bạn nhìn cô giáo này, chủ ngữ ở đây của chúng ta là each nurse, đúng không? Nurse của chúng ta là y tá. Khi chúng ta sử dụng each thì các con thấy là đằng sau sẽ cộng với danh từ đếm được ở dạng số ít. Và động từ của chúng ta đương nhiên sẽ phải chia theo kiểu số ít rồi, đúng không ạ? Thế mà trong câu này các con thấy động từ thường của chúng ta ở đây là report. Report nó có nghĩa là báo cáo. Thì động từ này nếu như mà đi theo chủ ngữ số ít, anh bắt buộc phải thêm SC vào, đúng không ạ? Nhưng anh này anh không thêm S, chứng tỏ là anh ý sai. Vì chủ ngữ này mang cái số ít cơ mà. Câu này dịch như sau, mỗi một y tá thì gì?
report to the operating room when he saw her name is called. Thì sẽ đến cái phòng mổ ấy khi mà được gọi tên, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn ô giáo đáp án là C. Và đổi report này thêm SC thôi, đúng không? Đấy, H cộng danh từ đếm được số ít và cộng động từ chia số ít. Đấy, như vậy các bạn thấy ăn 0,6 điểm có ngon lành không? Rất là ngon lành, đúng không ạ? Cho nên không được bỏ sót phần bài này nhá. Trong khóa luyện đề, cô giáo sẽ làm sao để các bạn tuyệt đối, đúng không? Ăn điểm tuyệt đối của từng dạng bài. Và bây giờ chúng ta chuyển tiếp Ngọc, câu hỏi số 46. Câu 46 đến câu 48 đó chính là 0,6 điểm mà các con cũng cần ăn điểm tuyệt đối. Đó chính là phần dạng bài viết lại câu sao cho nghĩa không đổi nhá. Tuy nhiên này, phần này này, nhiều bạn ý cảm thấy rất là mất thời gian, bởi vì đọc nhiều, xong rồi nó lại còn rất là dài nữa. Nhiều bạn chưa có kỹ năng làm bài, cho nên là cứ thấy, cho nên là khi bạn ý loại trừ được 50%, tức là 4 câu thì loại trừ được 2 câu thì vẫn chọn đáp án sai. Thì bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn thử xem là ba câu của đề ngày hôm nay có khó không nhá. Không khó, chắc chắn là không khó rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ làm thế nào. Đầu tiên các con nhìn cô giáo ở cái câu gốc này này, riêng viết lại câu nhá, nếu như không hiểu 70% cái câu gốc ấy thì khả năng cao các bạn sẽ gì, bạn sẽ chọn sai. Còn đương nhiên là thi trắc nghiệm có thể may mắn mà các bạn chọn đúng. Các bạn ít nhất phải hiểu được 70% nó nói cái gì. Every student is required to write an essay on the topic. Thì mình sẽ có cho cô giáo này nhận ra trong câu này nó là cái cấu trúc này, to be required to verb. To be required cộng với to verb thì nó có nghĩa là được yêu cầu làm gì, đúng không? Vậy câu này này, mỗi một học sinh được yêu cầu phải viết một bài luận về chủ đề này, đúng không ạ? Mỗi một học sinh được yêu cầu, cô giáo chưa cần nhìn bộ đáp án ABCD, cô chỉ nghĩ trong đầu là được yêu cầu, đúng không? Đấy, thế thì khả năng nó sẽ bằng với từ phải. Được yêu cầu tôi phải làm gì mà. Thế thì nó sẽ bằng với must cộng verb. Thế cô giáo nhìn xuống dưới đây thì đây chính là một câu nó hỏi về động từ khuyết thiếu nhá. A nó cho là might cộng verb này, B là must cộng verb này, C là can't cộng verb này, và D là needn cộng verb. Có phải là từ khuyết thiếu không? Đấy. Thế mà chỗ này mình đã phát hiện ra là to be required cộng to verb bằng từ must này rồi, cho nên chúng ta sẽ rất mạnh dạn chọn B cho cô, đúng chưa? Đấy. Thế còn đáp án A là gì? Nếu might cộng verb thì có nghĩa là có thể làm gì chứ không chắc chắn, đúng không? Mà đây lại là phải cơ. Can't cộng verb tức là không thể làm gì, và needn't cộng verb tức là không cần làm gì, đúng chưa? Rồi câu 47. Đấy. If I were you, I would rent another room, said my friend. Đây là một câu tường thuật trực tiếp. Trong đề thi nhá, đây là một cái cấu trúc rất là gọi là hay gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Một câu nói về gì ạ? Động từ khuyết thiếu, một câu về trật tự, một câu về tường thuật trực tiếp gián tiếp, xong lại một câu về thì. Đây là một cái cấu trúc rất hay gặp trong đề thi đấy các bạn ạ. Nào câu 47. Các con nhớ là tường thuật trực tiếp khi đổi sang tường thuật gián tiếp thì phải đổi rất nhiều thứ. Ví dụ các con chuyển chủ ngữ này, chuyển tính từ sở hữu đại từ sở hữu này, lùi thì này, đúng không? Rồi là các cụm trạng ngữ chỉ thời gian nơi chốn ta cũng phải đổi một chút, đúng không ạ? Tuy nhiên thì điều đấy gác lại đã. Cái câu tường thuật các con biết quan trọng nhất là cái gì không ạ? Đó chính là cái sắc thái biểu cảm của cái câu trực tiếp đấy. Nào, khi các con nói câu điều kiện là nếu tôi là bạn thì tôi làm thế này thế kia, cái sắc thái biểu cảm của câu đấy là gì? Là các con khuyên, đúng không? Ví dụ ai đó bảo là tôi có nên bỏ cô ấy không, thì chắc chắn nếu mà bạn khuyên ấy, bạn nó sẽ nói kiểu câu là nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ không bỏ cô ấy đâu, tớ sẽ cưới cô ấy. Đấy là một cái câu khuyên. Và khi mà các con biết được cái sắc thái biểu cảm của cái câu tường thuật trực tiếp là câu khuyên thì rất dễ để các con chọn được cái động từ tường thuật trong câu gián tiếp. Khuyên thì chúng ta lại nhớ ngay được đến động từ nào đấy ạ? Đó là động từ advise, đúng không? Cấu trúc là gì? Advise somebody cộng to verb là khuyên ai làm gì, và khoanh luôn đáp án đi. Đấy. Cái quan trọng là đừng có nhìn vội vào bốn đáp án ABCD làm gì, nó sẽ bị loạn ngay. Mà chúng ta phải phân tích cái câu gốc. Đấy. Mà các con nghe thấy cô phân tích từ nãy đến giờ ấy, nghe thấy có vẻ là phân tích có vẻ dài. Như vậy thì tức là nếu trong đi thi thì suy nghĩ rất lâu, đúng không? Không. Nếu các con luyện đề sớm và các con được luyện đề nhiều thì cái phản xạ nó trở thành một cái phản xạ rất nhanh thôi. Chúng ta có thể tăng tốc được làm những câu này. Đấy. Một câu nó chỉ được làm trong khoảng tầm 30-40 giây thôi nhá. Hoặc là 1 phút là tối đa. Đấy. Rồi các bạn đi. Tiếp theo câu 48 này. Nhìn này, phân tích tiếp câu gốc này. He last cooked for the whole family 5 months ago. Rồi, câu này thì các con thấy người ta đang sử dụng thì gì đây? Ago thì gì với quá khứ đơn, đúng không? Câu này chắc chắn là một câu đổi về thì rồi, đúng không ạ? Thế thì các con nhớ là một hành động xảy ra tại một mốc thời điểm trong quá khứ, đương nhiên anh sẽ chia quá khứ đơn rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà thì quá khứ đơn thì lại có thể hoán đổi trở thành thì gì ạ? Thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì này, 5 tháng trước là lần cuối cùng mình nấu ăn, tức là trong khoảng 5 tháng trở lại đây thì mình không hề nấu ăn cho gia đình. Thì có phải là một hành động
đúng không? Mà nó diễn ra trong một khoảng thời gian ý, thì chúng ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì hiện tại hoàn thành chúng ta có cấu trúc là gì các con? Has này, hoặc have này, cộng với P2 của động từ. Nhìn vào đây luôn, các con loại A đi. Còn BC, BC thì các con thấy một ông là khẳng định này và một ông là phủ định. Thì các con dịch như sau này: anh ta lần cuối cùng nấu ăn cho gia đình là 5 tháng trước. Tức là trong vòng 5 tháng rồi là không nấu ăn. Thế thì nó phải là phủ định. Vậy đáp án là C. Đúng chưa? Rồi, ok. Đấy, 0,6 điểm có dễ không ạ? Rất dễ. Tuy nhiên nếu như không được luyện tập nhiều thì nó sẽ rất mất thời gian. Vì các bạn thấy cô Ngọc phân tích rất kỹ. Mà phân tích kỹ là để cho chúng ta không bao giờ bị mất điểm. 0,05 điểm cũng là quý, chứ không đừng nói đến 0,2. Bây giờ tiếp theo chuyển cho Ngọc câu 49 và câu 50. Câu 49, câu 50 của chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là dạng bài kết hợp câu. Tức là chúng ta có 0,4 điểm. Đấy, ăn trọn vẹn phần này nhá. Nếu như các bạn không dịch được 70% hai mệnh đề trong câu gốc thì khả năng cao các bạn cũng không làm đúng được phần kết hợp câu. Đấy, bây giờ chúng anh nhìn này, cô giáo lại phân tích câu gốc như sau. The basketball team knew they lost the match. Cái đội bóng rổ ấy thì họ đã biết rằng là họ thua, chấm. They soon started to blame each other. Và họ, ngay sau đó thì họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Khi cô phân tích được, cô ra phân tích như này. À, như vậy có hai hành động. Một là hành động biết thua. Hành động thứ hai là sau khi biết thua thì bắt đầu đổ lỗi. Như vậy thua là hành động gì xảy ra trước và đổ lỗi cho nhau là hành động xảy ra sau. Để cô biết thế. Thế thì bây giờ cô giáo nhìn nhìn sơ qua bốn đáp án thì cô giáo nhìn thấy có Hartley với No Sooner. Thì cô thấy là rất phù hợp với lại việc là có hai hành động, một hành động trước, một hành động sau. Vì Hartley và No Sooner thì hai anh này sẽ đứng trong một cái cấu trúc mang nghĩa là vừa mới thì đã. Đúng không? Hành động này vừa mới xảy ra thì hành động kia đã xảy ra rồi. Đấy. Nên cô giáo sẽ loại được AB đã, cộng còn CD. Bây giờ cô giáo sẽ nhớ lại này. Hartley thì nó sẽ cộng với gì ạ? Cộng với lại when. Còn No Sooner thì nó đi với than. Đúng chưa? Rồi. Và các con có cho cô giáo Hartley này. Sau đó cộng với đảo ngữ là have, cộng chủ ngữ cộng P2. Và đây là mệnh đề chỉ hành động xảy ra trước. Còn when sau đó cộng mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là chỉ hành động xảy ra sau. Bây giờ nhìn nhá, nhìn này. No sooner và than cũng thế, nhìn này. Biết thua là hành động xảy ra trước. Nhưng các con nhìn vào đây mà xem. Hai mệnh đề này là hai mệnh đề khác nhau. Thằng C nó cho cái hành động biết thua là xảy ra trước. Cho nên nó sẽ là hành đúng. Còn thằng D nhá, nó cho cái mệnh đề gì đổ lỗi cho nhau là đứng đầu tiên. Tức là nó sai về trình tự xảy ra của hành động. Đấy, đấy là cái rất hay mắc lỗi của cái cấu trúc này. Là các bạn ý chọn đúng cấu trúc. Các bạn chỉ nhìn đúng cấu trúc thôi, nhưng các bạn không dịch. Phải dịch được là hành động nào trước, hành động nào xảy ra sau. Cái câu C mình dịch là cái gì nhỉ? Đội bóng này vừa mới biết thua trận đấu thì bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Còn câu D là dịch là vừa mới đổ lỗi cho nhau thì biết thua. Đúng không? Các bạn thấy có phải là hành động sai không? Trình tự hành động sai, đúng không ạ? Ok, câu 50 này. Nào, câu 50 này. We cannot completely avoid stress in our lives. We need to find ways to cope with it. Ok, câu 50 thì chúng ta thấy là bây giờ phải dịch được đã. Cannot completely avoid, ok. Chúng tôi không thể nào mà tránh được stress, tránh được căng thẳng trong cuộc sống, chấm. Chúng tôi cần tìm cách để mà cope with. Đương nhiên là kể cả đi thi mà không biết cope with là cái gì đi chăng nữa thì rõ ràng là hoàn toàn có thể dịch nghĩa đen và ra được nghĩa của nó. Này, một ông thì là gì ạ? Bị căng thẳng. Thì đương nhiên là khi bị căng thẳng thì anh phải tìm cách làm gì? Tìm cách để đối mặt với nó, tìm cách để đối phó với sự căng thẳng. Với cope with ở đây có nghĩa là đối phó, đối mặt, đúng không? Đấy, giải quyết. Thế thì bây giờ các bạn nhớ giáo này. Đầu tiên nhá, đầu tiên đáp án đây, as long as. As long as thì dịch là gì ạ? Dịch là miễn là. Đấy, các bạn có biết một bài hát rất nổi tiếng của nổi tiếng của ai nhỉ? Cô giáo quên mất rồi. As long as you love me, miễn là em yêu anh ấy, hay là anh yêu em gì đấy. Đấy, as long as miễn là. Trong cái câu gốc ấy chả có cái ý gì là miễn là hết, đúng không ạ? Nó không đưa ra điều kiện, cho nên không thể có miễn là được. Rồi, ok, tiếp câu B này. Câu B của chúng ta nó có since. Thì rất nhiều bạn nhá, chỉ nhớ được mỗi since là nằm trong thì gì á? Thì hiện tại hoàn thành, dịch là từ khi. Nhưng các con nếu như các con đã học về liên từ thì các bạn thừa biết rằng là since nó sẽ bằng với because, đúng không? Bằng với as, đúng không? Bằng với for. Sau đó nó cộng với mệnh đề và nó dịch là bởi vì, chứ không phải lúc nào nó dịch là từ khi, đúng chưa ạ? Thì câu này con phải dịch là bởi vì. Bởi vì chúng ta không thể hoàn toàn tránh khỏi căng thẳng trong cuộc sống, cho nên chúng ta cần phải tìm ra cách để đối phó với nó. Đúng các bạn? Nghe quá hay luôn, đúng không? Còn câu C các con có sau khi. Sau khi tránh được căng thẳng thì phải tìm cách đối phó, sai về nghĩa.
câu đi các con lại có một cái liên từ là because. Bởi vì căng thẳng có thể được tránh, cho nên chúng ta cần phải tìm cách đối phó. Căng thẳng mà được tránh thì không bao người ta cần phải tìm cách đối phó làm gì. Nó sai về nghĩa, đúng không ạ? Như vậy thì các con chọn câu giáo đáp án là gì ạ? Đáp án là B luôn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy là cô giáo vừa mới làm cho các bạn xong ba toàn bộ dạng bài. Bây giờ chúng ta chỉ còn đọc điền, đọc hiểu. Đấy, trong lộ trình luyện đề thì bước đầu tiên, giai đoạn đầu tiên của luyện đề nha các con nhá, không phải là đi download cho một cái đề trên mạng, sau đó thì bắt đầu làm bài, thì đấy gọi là luyện đề. Bởi vì sao? Mục tiêu cuối cùng của luyện đề là hỏi là có tăng điểm hay không. Nếu như mất thời gian về môn tiếng Anh mà điểm vẫn lẹt đẹt 5-6, đúng không ạ? Điểm vẫn dậm chân tại chỗ thì chắc chắn đó không phải là một cách học phương pháp học đúng rồi. Nên trong quá trình luyện đề, cô giáo thấy rất nhiều bạn đã làm một cái phương pháp không hề chính xác. Đó là các bạn cứ lên trên mạng download một cái đề về, sau đó bạn đàm và các bạn làm ngày làm đêm, mỗi ngày làm một cái đề. Xong các bạn cũng không thèm xem là cái đáp án chi tiết là như thế nào, cũng không được nghe giảng nữa, thậm chí là cũng không tổng hợp bảng từ vựng cấu trúc như thế này sau mỗi một đề. Thì thử hỏi rằng là với việc là chạy theo số lượng đề như vậy thì liệu điểm các bạn có tăng không? Cô giáo chắc với các bạn là sẽ không thể tăng điểm được. Cô còn chưa nói đến việc đấy là một bạn mà mất gốc xong lại cứ đi đào ở đề ở trên mạng về, xong rồi đề thi thật các năm. Cái đó ấy, nó chỉ để kiểm tra được cái khả năng ban đầu các em thôi, chứ không giúp các em tăng điểm, đúng không ạ? Lộ trình của chúng ta làm thế nào nó phải từng bước. Và trong cái lộ trình luyện đề thì cái bước 1 nhá, các bạn hãy gạt cho cô giáo đọc hiểu đọc điền sang một bên một cái. Các bạn hãy nắm chắc cho cô giáo toàn bộ kiến thức ngữ pháp này, nắm chắc cho cô giáo toàn bộ kỹ năng của các dạng bài còn lại nhá. Nào, chúng ta cùng nhắc lại các dạng bài trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Phần này rất quan trọng, lắng nghe này. Đề thì có thể cô giáo chữa nhiều, chứ cái này cô giáo không nói nhiều đâu. Nào, dạng bài trung học phổ thông quốc gia, các bạn có dạng bài gì? Phát âm. Các bạn có dạng bài 1 phát âm, 2 các bạn có dạng bài trọng âm, thứ 3 các bạn có dạng bài gì ạ? Ngữ pháp. Thứ 4 các bạn có dạng bài từ vựng. Thứ 5 đó là các câu hỏi về đồng nghĩa. Thứ 6 các câu hỏi về trái nghĩa. Thứ 7 đó là câu hỏi chọn lỗi sai. Thứ 8 đó là viết lại câu. Thứ 9 là kết hợp câu, đúng không? Thứ 10 đó là gì ạ? Chức năng giao tiếp. 11 là đọc điền. Và 12 là hai bài đọc hiểu. Đây, đây là các dạng bài mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Năm nay thì cũng sẽ không bao giờ là thay đổi cấu trúc đề thi đâu, mà cấu trúc đề thi thì vẫn vậy, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có là ôn tập làm sao để các dạng bài này một cách thật là thành thục. Các bạn nhớ, mỗi một đề nó sẽ có một những câu hỏi khác nhau, nhưng nó vẫn nằm quẩn quanh trong 12 cái dạng bài này. Và cái thao tác, cái kỹ năng tư duy để giải các dạng bài này nó là y nguyên như nhau thôi. Ví dụ phát âm thì các bạn phải làm gì? Trọng âm các bạn phải làm thế nào để các bạn có thể ăn điểm tuyệt đối, đúng không? Dạng bài chọn lỗi sai làm thế nào để ăn điểm 0,6 trọn vẹn? Viết lại câu làm thế nào để ăn gì 0,6? Kết hợp câu làm thế nào để 0,4 trọn vẹn? Chức năng giao tiếp làm thế nào được 0,4? Các bạn nhìn nhá, bốn dạng bài này mà ăn điểm tuyệt đối là nó được 2 điểm rồi đấy. Mà 2 điểm, một người được gì? Một người được 7 với một người được 9, hoặc một người được 5 với một người được 7 là khác hoàn toàn nhau. Cô không cần nói đến cách nhau 2 điểm, chỉ cần cách nhau 0,2 điểm nó đã khác rất lớn rồi. Các bạn cứ hỏi một bạn được 7,8 và một bạn được 8 điểm. Các bạn thấy nhá, 7,8 ý, với 8 điểm nó cách nhau có 0,2 điểm thôi, nhưng mà nghe nó nghe các bạn hay nói theo kiểu là nghe sang hơn hẳn. 8 điểm và 7,8, đúng không ạ? Vẫn là đầu 7, còn kia nó đã lên đầu 8 rồi, mà chỉ cách nhau có 0,2 điểm. Cho nên trong quá trình luyện đề thì cô Ngọc sẽ luyện theo từng giai đoạn và làm thế nào để chúng ta có thể từng bước lên điểm. Còn việc các con download một cái đề về, download một cái đề về và làm ấy, đó là cách học không chính xác. Thậm chí nhá, có rất nhiều bạn ấy làm rất nhiều đề, nhưng mà lúc sau đó thì hỏi lại tại sao, là tại sao em làm nhiều đề như thế mà em vẫn không tăng điểm, đúng không ạ? Đấy, nên là các bạn chú ý cô giáo là cái quan trọng đó chính là cái phương pháp mà chúng ta làm đề đấy như thế nào nhá. Rồi, ok. Đấy, đây là các dạng bài bây giờ mà cô biết trong cái thời điểm, đến thời điểm này nhá, không biết là có bạn nào đang xem livestream của Ngọc mà đến thời điểm này còn mất gốc tiếng Anh không? Đấy. Đấy, mất gốc tiếng Anh, hoặc là các bạn ngữ pháp thì lơ mơ, từ vựng thì thiếu, trầm trọng. Hoặc những cái bạn nào mà chúng ta gì ạ? Chúng ta học lý thuyết rồi nhưng mà áp dụng bài tập vẫn sai. Nó giống như kiểu các môn tự nhiên ý. Các môn tự nhiên hay có cái câu đấy là áp dụng công thức là ra, nhưng mà ra cái gì thì không biết, giờ không ra được đáp án chính xác. Tiếng Anh cũng vậy, nhiều khi các bạn đã học lý thuyết rồi nhưng không được dạy,
không được chữa một cách chi tiết thì các bạn cũng không biết áp dụng cái lý thuyết mình vừa học vào cái câu làm sao cho nó ra được, chọn được đáp án đúng nữa. Đấy, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ thì cô giáo, đây các bạn nhìn này, hôm nay đây là thành quả của chúng ta. Chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các dạng bài ngoại trừ phần đọc đìa đọc hiểu. Thì trong khóa luyện đề của cô Ngọc thì cô giáo sẽ chữa 100% nhá. Còn bây giờ thì cô Ngọc sẽ đọc đáp án phần đọc đìa đọc hiểu cho các bạn để các bạn có thể đọ cái đáp án ấy. Đấy, các bạn có thể đọ đáp án được là tại sao câu nào thì mình sai, đúng không? Đọc hiểu của chúng ta là từ câu 26 này chạy nguyên đến câu số 42. 26 đến 42 các bạn nhá. Bây giờ các bạn ghi cô giáo này, đáp án của đề số 1 ôn thi học kỳ 1 26 đến 42 của chúng ta như sau này, ok. 26 của chúng ta là B, 27 của chúng ta là D, 28 là C, 29 là B, 30 là D. Đây là phần bài đọc điền. Tiếp theo phần bài đọc hiểu của chúng ta như sau. 31 của chúng ta là B, 32 là D, 33 là B, 34 là A và 35 là B. Được chưa? Đây là đọc hiểu. Tiếp theo này, 36 chúng ta có đáp án D, 37 chúng ta có đáp án B, 38 là A, 39 đáp án là C, 40 đáp án C, 41 B và 42 C. Đây là đáp án đọc điền đọc hiểu ngày hôm nay của chúng ta. Đấy, các bạn có thể chụp lại màn hình nhá. Đó. Trong khóa học thì cô Ngọc sẽ chữa toàn bộ cả đọc điền và đọc hiểu cho con nữa. Còn ở đây thì cô giáo sẽ chữa toàn bộ các dạng bài kia nhá. Còn lại đọc điền đọc hiểu thì các con sẽ soát cho cô nhá. Được chưa? Đấy, soát cho cô. Ok. Rồi. Như vậy thì cái khóa live tê này nó chỉ là một cái livestream khởi động thôi. Và chúng ta khởi động với lại đề ôn thi học kỳ 1. Khi mà các con đăng ký khóa live tê này nhá, thì các bạn sẽ được tặng ngay cái hộp đề. Mà hộp đề này cũng là giới hạn. Trong hộp đề của cô Ngọc đây, hôm nay cô vừa đi quay khóa học cho các bạn, thì trong cái hộp đề này của chúng ta, đấy, những bạn nào mà lớp live VIP CTG mà chúng ta đã đăng ký khóa cô Ngọc từ đầu, đúng không? Thì, ủa, sao nó lại nhiều đây. Thì các con nhìn thấy là các bạn sẽ có thể mua cuốn hộp đề này nếu mà các con muốn. Vì có nhiều bạn rất thích hộp đề, đúng không? Mặc dù là tài liệu thì cô vẫn đăng cả trong khóa live VIP, nhưng rất nhiều bạn thích hộp đề. Thì các con có thể sở hữu hộp đề và miễn phí phí shipping toàn quốc nhá. Đấy, được chưa? Còn những bạn mà đăng ký thì các con sẽ được tặng ngay cái cuốn hộp đề này. Và hộp đề này của chúng ta thì bao gồm có bộ đề ôn thi học kỳ 1 này. Được chưa? Bộ đề ôn thi học kỳ 1. Đây, cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1. Cuốn thứ hai của chúng ta đó là cuốn gì? Cuốn bộ đề nắm chắc 8 cộng. Cuốn này rất quan trọng luôn, đúng không? Nếu như bạn nào đã xem sách mà cô Ngọc hướng dẫn các anh chị 2K3 ấy, thì cái cuốn 8 cộng ấy là rất rất nhiều anh chị, đúng không? Đấy, là đăng ký. Cuốn thứ ba đó là cuốn cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là đề thi Trung học phổ thông quốc gia thường lấy ý tưởng từ đề của các sở, các trường trong năm đó, đấy, thì chúng ta sẽ được cọ sát với đề thi thật của các sở, các trường chuyên, đúng không? Và cuối cùng là cô giáo dựa trên đề thi thật của các năm để đoán được cái xu hướng ra đề năm nay. Và chúng ta có quyển thứ tư là quyển bộ đề dự đoán môn Anh bản 2022. Đấy, bên cạnh đó thì cô Ngọc sẽ kèm theo trong hộp đề, đó chính là cuốn 1001 cấu trúc tiếng Anh, để cho các con dễ dàng trong việc tra cứu tất cả các công thức, đúng không ạ? Mà chúng ta hay gặp trong đề thi đó, để làm sao mà cái quyển 1001 này nó rất là hữu dụng ấy, bởi vì nó có thể nhỏ gọn mang đi đâu cũng được, mà chúng ta có thể thấy là tức là cấu trúc này nó cứ lặp đi lặp lại trong các đề thi ấy. Nhiều bạn là không nhớ công thức đâu, thế cuốn này nó như một cái công thức giải nhanh ý để cho chúng ta nhớ, được chưa? Đó, thì tất cả các bạn mà đăng ký khóa live CTG cô Ngọc bây giờ chúng ta sẽ được tặng cái hộp đề này nhá. Và cô Ngọc hy vọng rằng là cô Ngọc sẽ gặp lại các bạn trong khóa luyện đề live tê của cô, được chưa? Và tuần này và tuần sau thì cô Ngọc sẽ đồng hành cùng với các bạn để chúng ta ôn thi học kỳ 1 sao cho tốt, lấy điểm 9-10 ở trên lớp nhá. Ok. Rồi, như vậy thì cô Ngọc đã hoàn thành xong buổi live ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các buổi live tiếp theo. Bye bye and see you next time.